bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ từ chương trình. Thưa quý vị, lại đến hẹn hò với nhau. Chúng ta chứng kiến những cặp đôi họ đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng tôi sẽ làm sao để họ có thể cùng gánh chung để đi cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Và không dễ chút xíu nào quý vị. Dạ đúng rồi. Muốn được điều đó nó cũng rất là khó khăn. Hai bên phải đồng điệu, đồng cảm với nhau. Và ngày hôm nay cũng thế. Không biết cặp đôi ngày hôm nay thế nào? Muốn biết thì chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên thôi nào. Xin mời. Bấy nhặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. À, lâu ngày đó gặp thấy bữa tướng tá ngon. Ngon ngon. Để như giám đốc du lịch ha. Đúng rồi. À, bạn nói khổ đó. Chung trường, chung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Tôi cảm ơn mẹ của cu Tài, đó là Tố Nga, nguyên là vợ của tôi. Tôi nói là tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn đó. Bà nhận lời liền. Chị này cũng rất được ạ. À. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương. Nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh Công quá. Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn, chuyện bình thường. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Trời đất. Ủa gì vậy? Hả? Ủa gì vậy? Đấy. Chào đạo diễn thành công. Bạn tôi. Trời ơi. Bữa nay bất ngờ quá. Bữa nay là nhưng mà lâu ngày đó gặp thấy bữa tướng tá ngon. Ngon ngon. Dẫn giám đốc du lịch ha. Đúng rồi, giám đốc du lịch mà. À, đây là anh Thành Công. Đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh. Chào người đẹp. Em chào anh. Tưởng đâu ai xa lạ. Rồi tôi gặp bạn tôi, bạn nói khố đó. Chung trường, chung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Vậy là bữa nay phải ráo riết vô. Ráo riết vô chứ. Ráo riết vô, bây giờ đi qua hỏi nhà gái bạn liền nha. Mà. Dạ. Thưa quý vị, nhà trai chúng tôi đã biết rồi. Bây giờ xin mời quý vị đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Rồi nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe cái coi nè. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quyền Linh. Cùng tất cả quý vị khán giả hiện đang xem trong truyền hình nhỏ trong ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Năm nay tôi 52 tuổi. Quê quán tôi ở phố núi Vlucu. Hiện tại thì tôi đang sống ở quận 12, phường Hiệp Thành. Tôi là nghệ sĩ tự do. À, nghệ bên sĩ luôn hả? Đạo diễn. Trời hay vậy ta. Là... Bây giờ Linh thì biết Công rồi, bây giờ Công giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết đi. À, tôi là Nguyễn Thành Công, nguyên là đạo diễn sân khấu, nhưng do thời gian thăng trầm của cuộc sống tôi trở qua làm nghề dịch vụ kinh doanh du lịch và sự kiện, đang làm ở tại quận Bình Chánh. À, là giám đốc công ty du lịch ha. Dạ. Tôi xin giới thiệu chút xíu ưu điểm của nhà trai luôn nha, bởi vì tôi rành nhà trai lắm. Nhà trai là ngày xưa là phó đoàn ca múa nhạc Bình Phước, học sân khấu điện ảnh ra, làm diễn viên có, làm đạo diễn có, ưu điểm là nhanh nhạy, ca hát múa đều giỏi hết. Đó không, nhiều cuộc sống mưu sinh nó tất bật thành ra chuyển qua nghề du lịch vậy thôi. Khuyết điểm là chuyện gì cũng làm hết. Thành ra chuyện gì cũng làm, thành ra nó nhiều chuyện quá, không có chuyện nào làm nó chuyện nào. Đó là ưu điểm, khuyết điểm của nhà trai. Dạ tôi thưa, nhà luôn. Gái của chúng tôi cũng chẳng kém cạnh nè. À. Nhà gái của chúng tôi là một người đa tài ạ. À. Chị mình thể hiện tài năng của mình liền chị. Mời. Phùng thừa trắng quang thành, nguyên soi phò đường bang. Đại kỳ dương quý vũ, sáng danh phàng lê quê. Wow. Dạ, tôi xin nói thêm. Tôi là một trưởng đoàn cải lương Hồ Quảng, cũng là một bầu xô chuyên môn lãnh về tiệc cưới, hỏi, sinh nhật hoặc những cái tất niên cuối năm công ty. Nói chung chung là về bên nghệ thuật, ca cổ nhạc tôi đều làm được. Trời hay quá. Thành công, làm liền, đáp liền thành công. Rồi bây giờ là sẽ hát cái bài mà tôi mới sáng tác hồi tối, ngủ không được. À vậy đó hả? À, nôn nóng cái ngày hôm nay quá. À. Thôi thức dậy viết một đoạn cao phi, giờ hát thử nha. Xin chào bà con đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bồi hồi chờ mong mau mau đến ngày hôm nay. Rạo rực háo hức mong tìm được người về chung sống.
chung sức chung lòng ta xây tổ ấm đón chào ngày vui. Đồng vợ đồng chồng tương lai sẽ có nhà lầu xe hơi. Yeah. Hết. Hai ngày này về chắc vui lắm rồi nha. Nãy giờ coi như là mình chào sân là vui vẻ rồi. Bây giờ mình tới cái phần là tình trường đi ạ. Rồi, do nhà gái nói trước đi. Dạ, chị gái, bây giờ tình trường của mình nó như thế nào vậy chị? Mình à, tình của mình thì à, ba mối tình. Dạ. Mình à, đi vào đoàn hát không? Thì mình có chồng ở trong đoàn luôn. Dạ. Cưới hỏi ra xong rồi, lớn lên rồi à, vợ chồng không hợp rồi chia tay. Rồi anh ấy, ảnh cũng có gia đình, rồi cũng có vợ con, nhưng mà chúng tôi cũng là bạn bè. Dạ. Vẫn bạn bè, vẫn giúp đỡ qua lại để đi lưu diễn. Cùng ngành luôn hả cùng chị? Cùng ngành luôn. Dạ. Sau này ảnh đang lưu diễn cho mình, tự mình làm trưởng đoàn á. À, mình kêu ảnh hát thì trên đường đi ảnh cũng bị tai nạn, thì ảnh mất. Ừ. Rồi thì sau đó tôi có quen một người, thì cũng 4-5 năm. Nhưng mà về do cuộc sống mình cứ dồn về những cái công việc để làm ăn cho hồi nhỏ, gia đình rất là khó khăn. 13 tuổi là mình đã đi xin vào đoàn để làm rồi, để kiếm sống rồi. Rất là chịu thương, chịu khổ, chịu khó để vươn lên trong cuộc sống. Cứ lôi cuốn vào mình đi làm á. Cho nên mình với anh ấy nó cũng có cái thời gian nó bị chéo nhau á. Cho nên nó cũng không hợp lắm thì chia tay. Dạ, có mối tình nào chị có con không ạ? Ông xã đầu tiên. Là chị có mấy người con ạ? Một đứa con gái, 27 tuổi. Wow. Mình có hai đứa cháu ngoại rồi ạ. Trời ơi, body vậy, nhan sắc vậy mà nó có cháu ngoại ai tin không trời? Trời đẹp lắm nha. Đẹp không? Dạ. Để tôi qua tôi coi thăm nhà gái coi sao mà thấy đẹp, tôi coi mắt cho nhà trai cái coi. Dạ xin mời ạ. Trời, bà ngoại đó. Dễ thương quá. Đó. Không có nghĩ là bà ngoại luôn đó. Nha. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Xinh xắn dễ thương. Trời, tóc dài quá trời dài luôn hả? Trời, mái tóc này tóc mới diễn được hả? Những cái tuồng cổ chứ. À, nhà trai thấy chịu rồi nha. Dạ. Tóc dài như Ngọc Quyền luôn rồi nha. Bây giờ nhà trai tôi nè, nghe đường tình duyên nè. Đúng rồi, đó. Xin mời. Sau thời gian chung sống với người vợ cũ mình cũng chịu nhiều cực khổ, gian ai nan cực? Thử thách. Hả? Vợ cực hay là... Vợ cũ và tôi cũng cực luôn. À, chứ đừng nhưng mà nói cái sống, mình sống cực do gia đình đó là cái duyên vợ chồng nó không đến được với nhau nữa. Thì phải chia tay. Thì có đứa con trai, hiện nay cháu nó cũng làm ngành du lịch. Cháu nó đang đi châu Âu học tập về du lịch. Còn bao nhiêu tuổi? Cháu nó nay 26 tuổi. À, 26 tuổi, con trai ha. Con trai sống tự lập. Ừ. Giữa tôi với mẹ của cháu nó mặc dù là thôi nhau, là duyên nợ nó không còn. Nhưng tôi nghĩ tới cái nghĩa, cái tình, cái sợi dây tình cảm với đứa con á. Thì thôi mình thấy bả thiệt thòi hơn mình, thôi mình giúp được cái gì giúp trong cuộc sống. Và tụi tôi vẫn thường xuyên nói chuyện cái gì liên quan đến con thì vẫn thường xuyên nói chuyện. Ừ, tức là bạn bè nhau đúng không? Dạ, bạn bè tốt. Có khi nào tình cũ không rủ cũng tới không? Không, cái chuyện đó đâu rất là rõ ràng, đâu ra đó. Phải rõ lắm đúng không? Rõ ràng, không có vụ lăng nhăng tình cảm. Đó, bây giờ là mình muốn tìm một người gắn bó với mình suốt đời luôn á. Như thế nào, hình thức thế nào mình có thể diễn tả xem giống anh đạo diễn bên kia không? Nói chung là mình cũng nếu về cái dáng dốc thì mình cũng không phải cần là đẹp lắm đâu. Dễ nhìn là được rồi. Quan trọng là có một cái tấm lòng ôn hòa, có một gương mặt điềm đạm, hơi lạnh lùng chút xíu. Hơi lạnh lùng hả? Anh này không lạnh. Điềm đạm, hơi lạnh lùng. Bạn tôi hơi vui, mặt vui lắm. Tính tình thì phải hiểu biết và nói chung là phải nó có tiếng nói chung với gia đình và là một chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mình. Còn nhà gái cũng không thích đàn ông gì không? Mình không thích hút thuốc thôi. Không. Để em qua em hỏi. Không có hút. Như là gia trưởng à. Em chào anh. Gia trưởng thì không biết sao, để hồi tôi hỏi nha. Anh có hút thuốc không? Bỏ thuốc nay cũng 30-40 năm mà không hút thuốc. Oh wow. Dạ, tốt quá. Anh có gia trưởng không? Gia trưởng thì không có gia trưởng, tôi rất là công bằng. Nếu như cô ấy là đưa ra một cái đề tài gì đó trong công việc giờ cho gia đình, dẫn dắt gia đình mà cậu tôi thấy hay thì tôi tôn trọng. Còn nếu như tôi là người leader trong gia đình thì tôi dẫn dắt gia đình, thì nếu thấy tôi làm đúng thì cô cũng nên tôn trọng. Dạ. Thì điều đó là cái không biết đâu là gia trưởng, sự cân bằng. Dạ. Bằng phẳng nhau. Bây giờ thí dụ như là chỉ đi diễn nhiều quá đó thì công việc nhà nhiều khi cổ chỉ muốn nhờ anh chia sẻ giúp chỉ, thì anh có sẵn sàng làm được không? Chuyện nhỏ, mình làm không được, mình thuê người làm. Đó, trời ơi, đúng rồi. Cái đó dễ anh ha. Đúng rồi. Anh có mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tôi chỉ mong tìm một bạn gái là biết tôn trọng chồng mình đã và đang làm gì, công việc gì. Cái thứ hai
là đừng có mong cầu nhiều quá trong cuộc sống. Nhiều khi anh phải thế này, anh phải thế kia, anh phải thế nọ, mà mong cầu nhiều quá không được, cái là dễ sân lên, mà sân lên là dễ bị xung đột. Dạ. Hả? Nếu mà vậy thì mở rào ra là hai anh chị phải hỏi nhau nhiều. Mở ra ta tự hỏi nhau luôn. Rồi bây giờ là mình hỏi đó. Người thân đi. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Con gái. Mình có một đứa con thôi. À con gái nữa hả? Rồi gái xinh, xinh quá. Quá. Dạ chào con, chú. Con cứ ngồi đi con. Chào chị Ngọc Lan, chào chú, chào tất cả các anh chị ở đây. Dạ, con tên là Thảo Nguyên, là con gái của mẹ Hoàng. Bây giờ là con nhận xét về người đàn ông này đi. Cảm quan của con nhìn mới đầu người này như thế nào? Dạ, thứ nhất là con nhìn chú rất là dễ mến ạ. Cái gương mặt của chú tạo cái cảm giác thân thiện với người đối diện. Và cho con hỏi thêm là chú có nóng tính không ạ? À, hồi trẻ đó, mình chưa có kinh nghiệm, mình không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ mình lớn rồi, cái tính nó đầm lại. À, cái gì mà nó bất như ý mình á, mình phải bình tĩnh lại để mình kiểm soát cái cảm xúc mình. Dạ, lý do con hỏi điều đó là tại vì mẹ con có một cái tật tính xấu, đó là nóng tính. Không phải là lúc nào cũng là nóng tính, nhưng mà một khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì mẹ sẽ rất là nóng tính. Thì đó là một cái khuyết điểm của mẹ. Thì nếu như mà trong trường hợp mẹ nóng tính thì chú có thể nào mà xoa dịu cái nóng tính đó của mẹ được không? Nếu mà rơi trong hoàn cảnh đó, chú hết sức là càng bình tĩnh hơn. Tại vì mình người ngoài cuộc, mình kiểm soát được tâm lý đó. Và chú có thể chú cho cái người đó nghe cái bài Người Nóng Tính, và để người đó biết kiềm chế cảm xúc. Dạ, con cảm ơn chú. Có bài nóng tính, nóng tính luôn hả? Kiềm bài chế hát hay gì? Sao anh? Hả? Không, cái đó bài tôi chưa soạn. Đạo diễn luôn. Mốt mà nóng tính nữa. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chửi xong rồi thì thôi chứ sao. Cái gì vậy? Tự chế. Tự chế cái vậy. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? À, hôm nay cũng bất ngờ, tôi cũng đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cô Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là Nguyên là vợ của tôi. Đó. Nguyên là vợ của tôi. À, phải nói là sau khi hai bên nó không còn duyên nữa, nhưng mà do tụi tôi đối xử cũng có cái gì đó nó tốt với nhau. Đó, nên là hôm nay tôi nói là tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn đấy, bà nhận lời liền. Đó, rất là tôi cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều vì hành động này. Cuộc đời thấy nó đẹp không? Rồi, chào Tố Nga, thật ra cũng không có xa lạ gì hết á. Cũng là thân quen với Quỳnh Linh rồi, bao nhiêu năm rồi, lâu lắm mới gặp lại Tố Nga. Em chào anh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào mọi người trong phim trường ạ. À, cảm xúc của Nga hôm nay thế nào khi mà mình đi coi mắt vợ cho chồng cũ của mình? Chào, dạ. Cảm xúc sao Nga? Chung thì nó cũng hồi hộp, em cũng cầu mong mãnh là tìm được một cái người đó hạnh phúc để chánh sống hạnh phúc với sau này ạ. À, sau này tụi em vẫn là bạn bè thôi. Dạ chị ơi, vậy chị có điều gì dặn dò không chị? Ví dụ như tính tình của ảnh như thế nào, có cái gì mà mình cần né ra không chị, dặn trước đi chị. Nói chung là tính anh Công thì anh cũng rất là tốt, rất là được, nhưng mà có cái là cái tôi thôi. Về thì mình điều tiết lại cái đó tí xíu, thí dụ như lúc ảnh mà cái tôi quá thì mình nên nhường tí xíu thì là được ạ. Chứ còn riêng anh Công thì cái gì cũng ok hết ạ. Rồi cảm ơn bạn. Hay quá. Rồi bây giờ Nga thấy nè, Nga nói cho Công nghe đi, theo Nga đánh giá đây là người phụ nữ thế nào? Theo em thấy thì chị này cũng rất được ạ. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương, nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh Công á. Hai người cũng hợp với nhau đúng không? Thấy hợp á. Thấy hợp đó. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Nhìn nụ cười của Nga hạnh phúc thấy cũng rất là cảm động ha. Cảm ơn Nga rất là nhiều về cái sự xuất hiện của em, để chứng minh thêm rằng là Công cũng tương đối là một người tốt. Chỉ có cái tôi thôi. Mà nãy Công có nói đó là thời xưa rồi. Còn bây giờ lớn tuổi chắc là cái tôi nó cũng dằn lại chút rồi. Bây giờ chúng ta mở rào. Bây giờ tới phần trình bày của Công ha. Mời Công. À, chào em. Em rất là xinh gái. Chào anh. Dạ. Rồi sao bữa cơm này là ai nấu đây nè? À, gì đây? À, tôi thì tôi có cái thói quen là thích ăn đồ nhà mình làm thôi. Tôi tự làm, sống độc thân mà. Tôi làm sẵn hết á. Thì hôm qua thì cũng có làm cái món cá điêu hồng kho với lại mía lao.
đó, tôi kho sẵn rồi sẵn đây làm quà cho thể hiện cái tình cảm chính bằng tay mình làm. Dạ, nấu quà ngon không ngon nó cũng là một cái sức của mình bỏ vô đó. Lại lại thử thử vừa mời bạn đây con bưng lại coi sao. Ăn xong là có thử coi nào. Có trái cây thì thường thường tôi ăn cơm xong phải có trái cây thử đó. Xem đó. Rồi em xin phép em thử em đem thử, thử coi coi giám đốc du lịch rồi sao. Rồi. Trời ơi có vừa dặn không? Thêm miếng cơm trắng nữa ngon. Được không Hoàng? Dạ ngon. Được hả? Rất ngon. Thì có gì đâu em cứ đi hát ở nhà anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn chuyện bình thường. Rồi nên thử miếng cá dừa hồng kho lấy cho lấy cho bị dính. Mà cái này là có xương nhưng bảo đảm xương mềm, anh làm rất là mềm như cá mồi luôn. Trời. Em ăn hết cứ bỏ nhiều vô để cảm nhận. Em thấy có xương mềm cay, không cay. Xương mềm không mà cũng thơm nữa. Ngon lắm anh. Đây. Cảm ơn anh nha. Bây giờ mời nhà gái coi. Dạ nhà đúng trai rồi ạ. Mời nhà gái lui cung ạ. Nhà trai tôi biểu diễn tiết mục đầu tiên hát cái gì đó nhảy gì đó cho nó vui vui ra mắt nhà gái của con công. Thôi tôi hát cái bài ca cổ toàn chữ cờ. Vậy tôi tên là Thành Công, thành cái chữ toàn chữ cờ thì tôi sẽ hát cái ca cổ toàn chữ cờ nha. Chiều chiều cô trâu chơi cò cò cánh chuồng chó của chị chú chiên có cây cao cây chanh cây chôm chôm cây chuối. Cô trâu chơi cò cò chán chán chịu chơi cầm cống có ca cổ con chó chịu con chó cười. Con chó cắt tơ cắn chịu chơi con chó cha cha. Cô trâu cằn cọc cuốn chó cái cốc con chó chạy cầu cứu chị chú chiên. Chị chú chiên chửi cha chị cô của cô trâu. Cô trâu cầm cuốc cụp cằn cổ chị chú chiên chỉ chạy có cờ. Còn cô trâu cổ cổng con chó chịu con chó cười chim chim. Vỗ tay em. Bây giờ mình ngồi đó đi ha. Dạ nhà gái cũng có món quà tặng cho nhà trai ạ. Khui quà anh tặng đây anh. Em tặng cho anh. Rồi anh cảm ơn cà rà vát. Đúng cái sở thích của mình luôn ra đường. Đâu, mở ra ướm thử coi. Dạ Hoàng ướm thử cho. Chị có thể trang dạ, chọn luôn cũng được ạ. Em chọn cái màu này là mặc áo sơ mi nào cũng được ạ. Đúng là nó phù hợp. Cảm ơn em nhiều nha. Thử đeo vô thử coi. Đeo cà vạt mới đi. Tạm thời vậy ha. Thôi sẵn đây anh tặng cho em tiếp một cái double nữa, cái quà nữa. Tại anh làm du lịch mà anh tặng em cái voucher đi du lịch quỷ núi suối ma. Tặng hai mẹ con nếu được duyên anh đi nữa đó, anh tặng thêm một vé nữa. Du lịch Đà Lạt nha, nổi tiếng. Dạ em thường đi làm show, làm sự kiện. Mình làm một công ty riêng hay là làm cho người ta? Hồi xưa là em ở đoàn. Hồi nhỏ là em học đồng ấu hát bộ, xong lớn lên chuyển thầy cải lương. Sau này vô đây thì mới học thêm hồ quản. Rồi em hồi đó thì ở ngoài đó thì em cũng đi Bắc Nam rồi, em cũng làm trưởng đoàn. Nói chung chung là cũng gian chuân. Nhưng mà vô còn thành phố thì cũng phải cố gắng. Để làm một trưởng đoàn á là phải đầy đủ bản lĩnh lắm. Mà bạn là nữ thì cá tính chắc là hơi men để xử lý mọi việc. Em hồi nãy nói ưu điểm thôi. Khuyết điểm của em cũng có. Khuyết điểm của em là cái tính em rất là thẳng tính và nóng tính. Tại vì em rất là cương trực. Ví dụ như em nhắc một lần, hai lần, lần thứ ba mà không tươm tắt là em la ngay. Dù người đó là ai em cũng la liền. Nhưng em la là trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng cái la đó nó có để âm ỉ trong lòng em, nó ngồi nổ hoài không? Dạ không, tại vì em muốn người ta tốt hơn. Công việc phải tươm tắt hơn. Nhưng mà người ta không thay đổi được, người ta không tốt thì sao? Có nghĩa là đó là muốn em lại mong cầu. Mong cầu nhiều quá người ta không đáp ứng được. Thì có phải mình dễ bị sân lên không? Dạ. Nếu em đã nói một lần, hai lần, lần thứ ba em la mà không được nữa thì em không dùng người đó nữa. Không phải dùng, như vậy thì em phải tôn trọng chứ. Thì mới bền nhau được, không lẽ đụng cái là cứ chặt giò, đụng cái chứ chặt giò. Nếu như trường hợp của anh rơi trường hợp đó thì anh có thể chia sẻ là mình phân tích. Mình bỏ cái mong cầu đi là nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái đáp ứng, cái bất như ý mà nó cứ tác động vô mình, cái mình sân lên, tác động mình không đáp ứng được mình sân lên thì không lẽ vợ chồng đi tới đây là cứ lại chia tay nữa không? Cái đó là anh nói về vấn đề gia đình vợ chồng. Còn cái này rồi. Là em nói về công việc làm ăn. Dạ còn vợ chồng thì nó cũng tùy theo hai người, quan trọng là có tiếng nói chung hay không, có tạo ra một cái thoải mái cho nhau hay không. Một khi mà đã chấp nhận mà thương nhau mà hiểu nhau rồi, thích nhau rồi thì những cái chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Ví dụ còn như nếu giờ mà không thích rồi chuyện nhỏ cũng là thành chuyện lớn thôi. Ví dụ như bây giờ anh đang làm công ty du lịch
thì em có thể em về hỗ trợ cho anh một cái mảng nào đó được không? Em chưa rành về sản phẩm du lịch thì anh có thể đưa sản phẩm và anh huấn luyện cho em trở thành du lịch, thì em có thể là một người đi chào bán hàng, giới thiệu tư vấn về mảng du lịch, hoặc là một cái sản phẩm về mặt dịch vụ sự kiện. Sự kiện là chắc em phù hợp hơn hả? Em xin lỗi nha, em chưa biết được, tại vì giữa em với anh nó chưa có một cái mối quan hệ gì để ràng buộc hết, thành đúng em rồi. Không thể nói trước được. Đúng. Thôi bây giờ là anh với em hát một bài nào đó lãng mạn song ca được không? Một đoạn thôi. Dòng sông của em ha. Dòng sông của em, ok. Một đoạn ha. Nào đứng nắm tay nhau đứng lên diễn xuất đi nào. Đó. Chào em. Anh Công ơi. Ơi anh nghe. Chiếc xuồng nhỏ đưa hai đứa mình về sớm nhỏ. Nghe rì rầm tiếng sóng vô gần xa. Dòng sông quê đẹp bông trắng ngà. Nghe câu hát xa xa lòng anh chẳng nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biếc chẳng đổi thay. Dòng đuổi pháp đi rồi, đuổi mỹ xâm lăng, giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Tớ bối cao quá em ơi, em lấy tông cao quá. Cao quá không nổi, để anh lấy tông lại nha. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Cò. Kỷ niệm quê hương ấy tình em đó rồi, năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Ca đi chật lắm hết trơn. Rồi bây giờ mình trở về ghế đi, chúng ta cũng hết thời gian rồi ha. Nếu mình cảm nhận đây là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để tiến xa hơn thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm giác đây không đúng thì mình không cần bấm đâu các bạn. Tìm hiểu mà cứ bấm đi em. Theo anh đó, anh rất luôn tôn trọng người đẹp, chắc chắn là anh sẽ chọn cô này để anh tìm hiểu. Anh bấm cái nè, anh bấm cái nè. Dạ vậy thôi em đếm luôn 1, 2, 3 ạ. Em không bấm. Bấm tay em. Là không có cơ hội tìm hiểu hả? Em xin lỗi. Anh bấm. Xin lỗi anh nha, anh rất là dễ thương, rất là vừa hí hổng, vui tính. Không phải em không bấm cho anh thì cũng rất là nhiều người khác cũng để ý anh, bấm cho anh. Nhưng mà không phải không bấm là không chấp nhận. Thì mình cứ tiếp tục có thể cho nhau điện thoại, mình tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Cũng cảm ơn chương trình đã cho Diễm Hoàng gặp một người bạn cũng rất là vui vẻ. Đây cũng là một cái duyên, nhưng mà chưa tới cái nợ cho lắm. Đúng rồi. Thì cứ còn tìm hiểu nữa anh nha. Rồi, rồi. Chúng ta là những người lớn hết rồi, không quan trọng điều đó. Chúng ta có thể tìm hiểu ở nhau ngoài đời cũng được, không sao cả ha. Chúc cho chúng ta mỗi một người sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Nhưng mà biết đâu, có những cặp đôi không bấm trên sóng truyền hình. Dạ, đúng. Nhưng sau đó họ đã cưới nhau. Đúng rồi anh. Chúng tôi thông báo như vậy dạ, nha. Dạ. Rồi, rồi bây giờ sẽ là những phần quà. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo.
chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Dù sao đi nữa cũng đã một lần gặp gỡ, cũng có một kỷ niệm rất là đẹp. Rồi, dạ. Cảm ơn. Cái là một kỷ niệm nha anh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Lát cho anh xin số điện thoại nha. Dạ. Anh kiên nhẫn lắm á. Dạ. Cảm ơn anh chị. Xuống dưới xin số điện thoại. Tha hồ mà trò chuyện nha. Ây, cặp đôi đầu tiên. Một chút tiếc nuối nhưng mà không sao. Tôi tin rằng họ sẽ gặp nhau đó. Họ sẽ nói chuyện với nhau. Và điều gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Bây giờ mình tiếp tục thôi. Đúng rồi, xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi thứ hai. Trải qua ba mối tình sâu sắc. Trời ơi, ba mối tình sâu sắc hả? Trời ơi, dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Em thì chưa có mối tình chính thức nào. Tuy là bề ngoài là vui vẻ, nhưng mà để mà thật sự thân thiết em ấy, nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh. Đấy, tùy vào ý chí của anh. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Mời chào em, mời em ngồi. Thôi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Trần Cao Sang, năm nay 29 tuổi, hiện đang kinh doanh và sinh sống tại Vĩnh Long. Kinh doanh gì Sang? Dạ em, nhà em kinh doanh về dịch vụ ô tô xe tải, cụ thể là giữ xe, rửa xe, cho thuê. À dạ, em còn có buôn bán thêm xe tải cũ, ô tô cũ. À là Sang kinh doanh luôn á đúng không? Dạ em kinh doanh cùng với chú. Rồi dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình em nha. Em chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Ngọc Lan ạ, chào các quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Đỗ Thị Hải Yến ạ, năm nay em 28 tuổi. Em thì quê ở Thanh Hóa nhưng hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Nha Trang ạ. Công việc hiện tại của em là em làm tại phòng kinh doanh của một khách sạn 4 sao chuyên về mảng dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện tiệc cưới. Dạ. Ở tại Nha Trang luôn hả? Dạ vâng, tại Nha Trang. Là em mới bay vào đây để tham gia chương trình. À, dạ vâng, đúng rồi. Em mới đi từ tối qua. Quý quá. Dạ. Trời, em gái dễ thương quá. Bây giờ thì ưu điểm của mình, khuyết điểm gì mình nói cho nhà trai nghe cái nào. Ưu điểm của em ấy thì là em là một người vui vẻ, hoạt bát, có một chút hài hước nữa. Dạ, em thì luôn khiến mọi người xung quanh là vui vẻ. Ở đâu em cũng hay thích những nơi sôi động. Em thì yêu thích thể thao này. Đấy, em thích hoạt động ngoài trời, thích du lịch, ăn uống. Dạ. Cái này là cái điểm cộng đó nha. Xuất hiện đâu mọi người vui vẻ đó là điểm cộng luôn. Rồi còn dạ, bạn Cao Sang bên kia thì thế nào? Ưu điểm, nghe cái tên nó quyền quý dễ sợ. Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe cái đi. Dạ, ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, hòa đồng. Em không hút thuốc, rượu bia em cũng uống ở mức hạn chế. Em biết nấu ăn. Về sở thích thì em thích thể thao và du lịch. Em thích du lịch Khánh Hòa không? Dạ em mới đi về luôn. Trời đất ơi, mới về luôn. Dạ, hả? Mới về hồi khuya thứ hai. Ủa vậy hả? Ủa vậy biết... vừa rồi mình đi Khánh Hòa Nha Trang đó là mình ở khách sạn nào? Dạ em ở căn hộ Mường Thanh đó chị. Khách sạn em cũng gần Mường Thanh. Thôi tưởng rồi. Tưởng ở chung khách sạn là thấy là đúng duyên luôn á. Trời đất ơi. Vậy mà biết phải gặp trước dẫn vô đây một lượt luôn ha. Đó cũng là một cái duyên rồi đó nha. Em trai đường tình duyên thế nào? Dạ thì em trải qua ba mối tình sâu sắc. Trời ơi, ba mối tình sâu sắc hả? Trời ơi, dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Chỉ có tụi em do bị khoảng cách địa lý á, trắc trở quá ha. Dạ. Còn bạn này ở Nha Trang đó nha đó. Bây giờ cũng hơi xa đó nha. Đường tình duyên bên đó làm sao? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào. Tức là có tìm hiểu, quen biết nhưng mà để một mối tình sâu sắc như bạn bên kia thì không có. Trời dạ, hiện tại là đang lận đận. Chưa có cảm giác yêu đương gì luôn đó hả? Dạ. Trời ơi. Vậy rồi giờ mình muốn có bạn trai như thế nào? Em thì thích một người con trai thì cũng thích thể thao giống em. Thích du lịch, ăn uống, có các điểm chung. Là một người cũng vui tính một chút. Em không thích một người lười biếng. Em có thích cao thấp như thế nào không? Dạ, em cũng thích một người cao ráo. Ưa nhìn, ưa nhìn. Để chị qua chị nhìn cái coi.
Bên đây bạn này chăm chỉ làm ăn lắm đó, cũng cao ráo lắm. Chào em. Ha? Rồi bà Niệm dễ thương quá. Chất phát thật thà đó, qua coi đi. Sao hồi nãy giờ những cái yêu cầu của bạn gái đưa ra mình thấy mình đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc khoảng hơn 90%. Wow, tự tin. 90% hả? Đàn ông là phải tự tin. Ừ. Bây giờ nói thử sơ sơ mà nhu cầu của mình đi. Dạ mẫu bạn gái lý tưởng của em thì xinh xắn. Vô luôn. Xinh. Cao chắc 1m6 trở lên. Xém xém chút nhưng mà không, cái xinh gái đẹp nhỏ nhỏ dễ thương á. Dạ thì đó chỉ là mẫu lý tưởng thôi. Còn về tính cách thì em cần mong muốn tìm một bạn gái biết lắng nghe, thấu hiểu. Bạn làm khách sạn mà lắng nghe. Đúng rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng mà. Là khách chửi cũng phải nghe, khách chửi cũng phải nghe. Giờ mình hỏi người thân đi nè. Đi dai vậy em gái? Em đi với em gái của em. Em được á hả? Dạ vâng, em gái luôn. Trời xinh quá, hai chị em xinh quá trời nhau. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào anh, em có một vấn đề muốn hỏi anh là em thấy tính của chị em ấy thì có vẻ là không thích người một người gia trưởng, thì không biết anh có gia trưởng hay không ạ? Gia trưởng thì mình không có, tại vì mình cũng thích một người năng động, với lại cũng không thích kiểm soát trong tình yêu. Mỗi người có một cái không gian riêng của mình nên tôn trọng điều đó. Dạ thì em thấy anh bên đây cũng được, mong là anh chị cho nhau cơ hội để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn và có thể tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cảm ơn em. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến với mẹ và thím Úc. Ôi, có gia đình. Có mẹ luôn ha. Xin chào chương trình, chào Quyền Linh, chào Lan. Dạ. Chào mọi người trong khán đài, chào cháu gái. Con ơi, cô gái hôm nay cũng xinh đó con. Mẹ thấy sở thích của cô với lại của con giống giống nhau đó. Cho cô hỏi con câu nha. Dạ vâng. Ví dụ như hai con có đi xa hơn một chút đó, con có chịu chuyển công tác về quê chồng không? Dạ, con nghĩ là nếu mà hai bên đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau ấy, thì cái khoảng cách thì nó có thể rút ngắn lại sau này. Dạ. Nói chung là cái đấy thì con không nghĩ là nó là một vấn đề lớn. Nếu mà con cảm thấy có một người hợp thì con sẵn sàng hy sinh cái điều đó. Dạ. Rồi cô cảm ơn con. Dạ. Con ơi, con mẹ thấy được á con. Có gì hai con cho nhau cơ hội nha. Trời, dễ thương quá con ơi, con mẹ thấy được đó con. Rồi, sao mà mẹ hiền dữ vậy. Đúng rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Bình tĩnh. Bắt đầu đi sang. Chào em. Dạ. Anh có món quà để tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Em có món quà này là sen đá do em tự trồng. À. Dạ. Sen đá thì nó là một cái cây mọng nước ấy, thì nó sống ở những nơi mà khắc nghiệt nhất. Thì mỗi lần nhìn nó thì anh có thể là vượt qua được những cái khó khăn. Đấy, em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, anh cũng rất là sen đá. Dạ. Dạ. Bạn trai tặng bạn gái cái gì? Diễn giải món quà của mình. Anh tặng em sáp thơm. Dạ. Em có thể để trong phòng hoặc là tủ quần áo. Dạ. Thì anh mong muốn là mỗi ngày em có thể cảm nhận được mùi thơ hương nhẹ nhàng để tinh thần em sảng khoái làm việc hơn. Dạ dạ, dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Ngoài ra thì em có em theo hai món quà nhỏ để tặng anh Quyền Linh. Rồi cảm ơn em nhiều. Dạ, chị Ngọc Lan ạ. Rồi hai cái ly uống nước nè. Cảm ơn sự chu đáo của em. Rồi hai bạn ngồi nói chuyện đi. Sau khi mở màn á, cảm thấy em rất là dễ thương. Trong hồ sơ ban đầu anh ghi là anh thích cô gái tóc ngắn. À thế ạ, thế chưa? Dạ đúng rồi. Là em mới cắt tóc. Em có cảm nhận gì anh? Em thấy anh là một người mới nhìn qua thì thấy khá là chu đáo. Đấy, quan tâm đến người khác. Nói chung mẫu hình lý tưởng của em thì cũng như vậy. Biết quan tâm đến người khác, chủ yếu là như thế. Nếu mà hay là mình cho nhau cơ hội á, thì mà mình tìm hiểu nhau khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là tùy sự đồng điệu của hai đứa thì cái thời gian nó sẽ có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất chậm. Nhưng mà em nói trước là em là một con người là tuy là bề ngoài là vui vẻ, nhưng mà để mà thật sự thân thiết với em ấy, nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một con người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh. Đấy, nên là cũng có thể là sẽ khá mất thời gian cho anh. Em cảnh báo trước vậy thôi. Cảnh báo. Dạ. Tức là tùy vào ý chí của anh. Đấy, em cũng sẽ cố gắng nữa. Đấy, nếu mà chung sở thích các thứ thì có thể là nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu nhau rõ hơn. Rồi bây giờ sang bước tới nắm tay em gái đi.
hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, Sang nói hết những cái suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ với bạn gái đi, cảm xúc của mình hiện như thế nào đối với đối phương. Thực ra thì anh cũng chờ đợi rất lâu rồi để được lên sóng ngày hôm nay. Thì anh với em gặp nhau hôm nay cũng là một cái duyên. Thì anh cũng mong là hai đứa mình có thể trao nhau cơ hội để được tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi. Anh thấy hai bạn nói chuyện rất là hợp với nhau. Vấn đề chỉ còn khoảng cách thôi. Nếu hai bạn chinh phục được khoảng cách đó, tôi tin rằng các bạn sẽ đến với nhau rất là sớm. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian, chúc mừng. Hai bạn đã bấm rất nhanh. Đã bấm rất quyết đoán đó. Hãy nắm tay nhau đi nào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có tin vui cho chương trình. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hãy yêu thương, đong đầy những cảm xúc. Hãy tìm hiểu thật kỹ và để hai trái tim này hòa chung nhịp đập các bạn nhé. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, mời hai bạn đi được nè. Đâu phải lúc nào cũng thành công, đâu phải lúc nào cũng bấm nút cả. Những cái khoảnh khắc cảm xúc đó nó luôn luôn diễn ra rất là chân thật trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị các bạn, hạnh phúc không dễ tìm chút nào cả. Nó phải khó khăn lắm, nó phải vượt qua những cái sóng gió, nó vượt qua những cái trắc trở để có một hạnh phúc đúng nghĩa của nó quý vị nha. Và Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn cho chúng ta những cảm xúc thật như vậy. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ từ chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt. Việc phải về gấp.
À, ngày hôm nay em phải đưa bà ngoại đi tập yoga. Bye. Đi tìm tình yêu đích thực nhưng ngoài đời một trời một vực với profile. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh, speakable cho bạn, mát thật, sẽ chưa thật.